Chào mừng các bạn đến với Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với các độc giả đọc sách, thì độc giả nhận được lợi ích gì khi đọc sách Bạn Là Triệu Phú? Tùy theo từng đối tượng mà chúng ta nhận được nhiều lợi ích khác nhau, như đối với các em học sinh cấp 3, chọn nghề, chọn trường, thì tương tác từ bước 1 tới bước 5 của công cụ chọn nghề, hành nghề. Trong đó, sách là bước 2, giúp cho các em học sinh trải nghiệm nghề bằng những hình ảnh thực tế sinh động và biết được trọng tâm thành công với nghề là gì. Đối với các bạn là người đang đi làm, từ cấp nhân viên đến quản lý, thì tương tác công cụ chọn nghề, hành nghề từ bước 1 đến bước 7. Trải qua các bước này sẽ giúp bạn đạt được thành công nhanh và bền vững, vì khi đó bạn đã nắm rõ được cơ cấu tổ chức, ý nghĩa của từng chức năng để thấu hiểu và phát huy tinh thần đồng đội. Đặc biệt, bạn biết rõ trọng tâm của thành công và thăng tiến là gì. Còn đối với quý doanh nghiệp, để trường tồn thì sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề ở bước 2, 3, 5, 7 để nắm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, biết giao KPI giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, cũng như biết cách áp dụng đánh giá năng lực trong tuyển dụng giúp cắt giảm hơn 80% chi phí tuyển dụng và tiết kiệm hơn 50% chi phí đào tạo phát triển đội ngũ. Bắt đầu câu chuyện cho cuộc đời thành công, tác giả dẫn dắt các bạn vào phần giới thiệu về bánh xe cuộc đời. Đó là một tình huống thực tế, thú vị, đã thúc đẩy tác giả viết được phần giới thiệu đầy cảm xúc mà đa số bạn đọc đều ấn tượng và ghi nhớ. Vâng, nghề nghiệp là niềm vui, là hạnh phúc. Nếu không sửa sai thì chắc chắn sẽ sống mãi trong niềm day dứt và tiếc nuối. Các bạn hãy xem bánh xe cuộc đời của bản thân mình hiện như thế nào thông qua trang web bạnlachiephu.com nhé. Tác giả viết sách này và tạo ra công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, đó là Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp với hơn 18 năm quản lý tại các công ty tập đoàn đa quốc gia. Anh Nguyễn Vũ Tâm, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tính cách MBTI toàn cầu, từng giữ các chức vụ giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản, giám đốc chi nhánh. Hai tác giả Nguyễn Vũ Tâm và Huỳnh Thị Thu Hằng còn là đồng sáng lập công ty tư vấn và đào tạo Cân Bằng Balance. Sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam miêu tả rõ các hoạt động hàng ngày của nhiều ngành nghề khác nhau bằng những hình ảnh thực tế sinh động. Với gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, tác giả giúp cho độc giả tiếp cận được với thực tế theo giá trị của doanh nghiệp, theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Tác giả quy các ngành nghề theo 3 nhóm tương ứng với cơ cấu tổ chức để bất kỳ độc giả nào cũng hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của nghề nghiệp mình và của người khác. Đó là trực tiếp sản xuất, cung cấp nguồn lực và trực tiếp bán hàng. Với khối trực tiếp bán hàng và cung cấp nguồn lực trong tổ chức thì đã có đầy đủ trong sách. Riêng khối trực tiếp sản xuất thì sách này đang đáp ứng với đa số các ngành nghề thông dụng trên thị trường. Sau đây, mời các bạn trải nghiệm thực tế một phần của mô tả kỹ sư phần mềm trong sách Bạn Là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Qua các trang đầu dẫn dắt vào phần mô tả kỹ sư phần mềm, tác giả đã cho chúng ta biết sự thông minh, sáng tạo của kỹ sư phần mềm với hình ảnh các lập trình viên đang viết, chỉnh sửa lỗi, tạo ra sản phẩm phần mềm theo đúng ý khách hàng. Sau phần giới thiệu bao quát và trọng tâm về nghề, tác giả dành sự tâm huyết của mình với độc giả khi cùng với hơn 20 họa sĩ khắp đất nước tạo ra trải nghiệm thực tế các hoạt động hàng ngày của nghề bằng tranh sinh động. Đặc biệt, trong những câu chuyện thực tế sinh động này, độc giả sẽ nắm được bí quyết của nghề lập trình viên. Cụ thể về công việc của lập trình viên, đó là từ ý tưởng của khách hàng, lập trình viên sẽ viết code.
Code ở đây là một ngôn ngữ của máy tính. Để từ đó, lập trình viên tạo ra một sản phẩm đúng ý khách hàng với chất lượng cao nhất. Bạn hãy đọc và trải nghiệm được tinh thần làm việc hăng say, đầy tính sáng tạo của lập trình viên này nhé. Qua các trải nghiệm hình ảnh trên, chúng ta thấy rõ công việc lập trình viên rất thú vị, sáng tạo ra các phần mềm rất hữu ích phải không các bạn? Sau khi trải nghiệm bí quyết của nghề, độc giả sẽ nhận biết được môi trường làm việc của nghề như thế nào. Để những ai chưa bước chân vào nghề lập trình viên đều biết rõ mình sẽ sống với môi trường làm việc lập trình viên ra sao. Hay để những ai muốn chuyển nghề, muốn được lên chức cao hơn, lương cao hơn, có được cơ hội chuẩn bị tinh thần trước. Trong các buổi hướng nghiệp, các bạn sinh viên năm 3 có hỏi rằng lập trình viên ngồi máy lạnh, lãnh lương cao, phải không vậy anh? Môi trường làm việc của lập trình viên mới đầu tưởng như vậy, nhưng làm rồi mới thấy khắc nghiệt lắm. Đó là lập trình rồi mà máy vẫn không chạy, phải dò lại từng câu chữ, thuật toán, thức đêm dậy sớm, làm cuối tuần để kịp tiến độ của toàn dự án là chuyện bình thường đó mấy bạn ạ. Khi bạn đã biết rõ về nghề rồi, thì bạn cần biết trọng tâm thành công của nghề lập trình viên là gì chứ? Nói thì đơn giản vậy, chứ đa số mọi người, thậm chí nhiều người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm, vẫn chưa biết rõ trọng tâm thành công của nghề lập trình viên đâu nhé. Chính vì thế mà đa số mọi người làm việc có thu nhập thấp, khó khăn trong công việc thăng tiến, lên chức là vậy. Riêng với những ai đang làm hoặc muốn làm quản lý thì phải nắm rõ được nội dung này để không phải khổ sở trong quản lý, trong việc đánh giá hiệu quả làm việc, trong việc quyết định thưởng bổ nhiệm. Vậy, để hoạt động hiệu quả, chuyên viên kỹ sư phần mềm phải tập trung vào trọng tâm mục tiêu nào? Các bạn hãy trải nghiệm sách Bạn là Triệu Phú, trang 479 để biết rõ hơn nhé. Áp lực, niềm vui của kỹ sư phần mềm là gì? Chắc các bạn hay nghe nói về stress phải không? Trong nhiều nguyên nhân gây stress, thì stress về công việc là nhiều nhất và khủng khiếp nhất. Vì công việc sẽ gắn liền với cuộc đời của bạn, thông thường là 40 năm. Vì sao nó khủng khiếp như vậy? Vì bạn đi làm thì bạn mới có khả năng trang trải cho các nhu cầu về ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ, vui chơi giải trí, các mối quan hệ khác. Ôi, cuộc đời có nhiều thứ cần phải chi trả lắm. Thế là stress thôi. Stress vì hàng ngày phải làm công việc chẳng có hứng thú gì cả. Stress vì làm mãi mà không được đánh giá cao, nên không được lên lương, không được thưởng, không được lên chức. Vì thế, bao nhiêu ước muốn không thành hiện thực. Chính vì thế, bạn cần phải nắm rõ nội dung, áp lực, niềm vui chính của nghề kỹ sư phần mềm là gì, để bạn biết bạn có thực sự thích nó và nó có hoàn toàn thuộc về niềm vui của bạn hay không. Bạn hãy trải nghiệm ở trang 481 để biết rõ áp lực, niềm vui của kỹ sư phần mềm nhé. Khi bạn đã biết rõ về nghề, về sự trọng tâm của thành công trong nghề kỹ sư phần mềm, thì bạn cần biết được năng lực làm việc, năng lực giải quyết công việc thực tế của bạn như thế nào. Bạn cần cải thiện, phát triển ra sao? Và bạn cần tập trung trọng tâm vào năng lực gì, cụ thể là cái gì để có được sự thành công nhanh và bền vững. Để biết được điều này thì bạn được tặng một mã cào trị giá 150.000 đồng ở bìa gấp phía sau của quyển sách và đăng nhập vào bước 3 của trang web Bạn là Triệu Phú để được trải nghiệm thực tế năng lực của bản thân mình nhé. Với sứ mệnh phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, công ty Palen đã phát triển công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với niềm khát khao cháy bỏng là tăng thu nhập của người Việt Nam trong top đầu ASEAN. Bạn hãy là người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN bằng cách hành động như công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn cần tìm hiểu thông tin về sách Bạn là Triệu Phú, về công cụ chọn nghề hành nghề, hãy truy cập vào website Facebook Bạn là Triệu Phú hoặc số điện thoại hotline 08 3925
0890 0895 6011. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.